Đó. Đi bộ từ đây ra thành phố. Ôi dồi ôi. À đi lên cái 23. Cẩn thận cái móc đây này, đây đây. Đây anh cẩn thận nhá, nó bọc. Đây bên này. Cẩn thận. Đây đúng cẩn thận. Đi từ đây lên 23 là bao nhiêu cây nhỉ anh nhỉ? Phải 19 cây. 19 cây. Đi bộ. Cả đi cả về là 28 cây. 9 cây. À đâu, 9 cây đúng không? 9 cây. Là 18 cây. Cả đi cà phê. Kia lấy anh lấy cái đấy em bê cho anh lấy cá mắm đây này, mấy cả đây. Em bê cái này cho. Hay thôi anh ấy, em bê cái này cho. Xin chào toàn thể quý cô bác, anh chị và các bạn. Chào mừng mọi người đã đến với kênh YouTube của Feng. Hôm trước là số tiền của bác Nguyễn Hoàng Thanh Ngọc và người thân gửi cho 2 triệu để mua dụng cụ lao động ấy, là mua cuốc, xẻng, xà beng các thứ, là hết hôm đầu tiên mua là hết 1,3 triệu. Sau đó là còn 1,3 triệu, mấy chục gần là 1,4 triệu, là còn 600.000. 600.000 thì hôm trước Feng mua cái lưới để quay gà 200.000. Đó, còn lại là 400.000. 400.000 là sẽ mua cho anh đấy hôm nay là mua một thùng mì, một bao gạo này, đấy, mua cá mắm này, mua dầu đấy, dầu ăn là hết 400.000 rồi. Thế còn cái chỗ này mấy nữa anh có chat không? Chat chứ. Chị Yến là gửi 5 triệu để giúp là chat nốt chỗ này. Thì hôm nào chat cho nhá. Hôm nào gọi lừ với cả sự. Không được máy đâu. Ừ, thôi lấy cái khác về. Nhưng mà báo cáo với các bác là anh Vân hôm trước đi tận cây 23. Đấy, cây 23 đi từ đây lên đây là 8 cây. 9 cây nhỉ? 9 cây thôi, 9 cây trò. 9 cả đi cả về. Từ cây dưới đầu cầu đi. Ừ. Cả đi cả về là 18 cây. Đấy, nhưng mà sắm được đôi dép đẹp toa. Ôi giời, đẹp hơn cả dép của Feng Feng này này. Đi trên kia ra hết rồi. Ừ. Dép này kiểu nó khâu trả vờ thôi. Là nhưng mà thế là đẹp rồi. Biết đi. Biết đi rồi là mua rồi. Đấy anh bỏ cái cá mắm ra phơi đi. Đó. Ở cái chỗ này thì có chị Yến ở Canada gửi 5 triệu. Bảo là giúp là sẽ chát hết cái chỗ này. Đây. Chát cả mặt đằng sau. Đấy cho anh ý là cái tường nó một là chắc này, thứ hai là không bị ngấm. Đấy, không bị ẩm mốc gì cả. Đây, các bác nhìn này, mấy con gà nó chạy ra tít ngoài kia đấy. Bây giờ Feng phải chạy ra xem đàn gà như nào rồi. Rồi trước cửa thì anh đấy đã san thêm được một phần đất. Đây, lấy xe rùa hôm có xe rùa có cuốc có xẻng, anh đã kè được cái đằng trước này rất đẹp. Vườn rau dưới này thì cũng tỉa ăn hết rồi. Đây, ngô quả cũng to. Đây là biệt thự của anh Vân Cô Đơn, được các bác các mạnh thường quân giúp làm, cũng vất vả một thời gian, là đội anh Sự rồi Lừ rồi Báo biết là sang đây giúp làm. Hai con cá cần đã đốt đổ à, đúng không? Đấy. Bọn gà này nhanh nhẹn quá. Nó không chạy đi à anh? Nó không là thả đi, nó qua lại về một chùa mà. Đâu? Ừ nhờ. Gà ở dưới kia là gà nhà ai đấy? Đấy nó chạy sang kìa. Đấy. Gà của họ ấy. Gà của họ á? Nhưng mà mình thả ra nó có chạy sang nhà người ta không? Ôi giời, gà này ngu quá, không biết đi đâu. Không phải giống như gà bọn nó đâu. Gà này căn bản là cho nó ăn nó quen rồi nhỉ. Nó không biết đi đâu. Thì mình rào từ đây nó vào nhà cứ trong nhà rồi. Ờ thôi rào đấy cho nó không vào. Ê anh chỉ quân quay ra kia kìa nhỉ. Đây. Chỗ này tháo ra kia được. Tháo ra đi đâu. Ừ. Nó tưởng là nó đi xa xa chứ, nó rào nó không thèm đi. Nào các chú không chịu đi ăn cỏ ăn gì cả. Cứ đứng ở đây đấy con đi. Cái con này nó biết bò ra ngoài này nhỉ? Rộng quá, nó đi.
Hôm trước anh thấy đá này ở đằng sau đây đây. Để kè đúng không? Ừ. Đá này cũng cán cuốc này đẹp thế nhỉ. Nhưng mà mỗi tội sau đầu nó lại như này. Đầu này chút kia là cái ngõ bên bên kia đấy. Ừ. Lắp, hàng bên đầu kia này. Ừ. Đấy, chuồng khô thoáng sạch sẽ này là được rồi. Ít thôi, chuồng nhiều quá nó làm đủ ra ngoài một tí mổ. Thôi bằng đấy à? Ừ. Bây giờ cho nó ra ngoài được rồi, hạn chế. Anh bật điện bếp em xem nào. Sáng không? Ui, sạch sẽ quá các bạn ạ. Phèn phải bỏ dép thôi, chân đất. Nồi liêu sạch sẽ. Anh nấu cơm mà ăn, đã ăn cơm chưa? Thấy bảo hết gạo rồi đúng không? Hả? Hết gạo rồi à? Còn một tí tí mà ba nữa. Còn một ít nhỉ. Thôi tí nấu cơm sớm mà ăn. Có hôm nay thì có thêm gạo với cả mì tôm, với cả chai dầu ăn đây. Hôm trước bảo hết, hôm nay mới có thời gian để nên. Dẹp đẹp thế. Đổi không? Anh đổi không? Đổi. Đổi không? Đổi. Dép của em nó không phải là dép mà là cái này là cái gần như là vừa dày vừa dép ấy. Cái này là đêm mưa. Ừ. Mưa nó không nó không bị ướt. Này bác Hùng gửi. Có bác nào đang gọi. Trời mà cứ nắng này thì điện tốt quá nhỉ. Rất là sạch. Bị điện này các bác. Đây, đây. Đầy căng đét luôn. Căng. Đây, 37% luôn. Cái này vứt đi thôi, để đây làm gì? Cái chèo này. Thế là cảnh. Để làm cảnh. Đợt trước ai mua giấy vệ sinh cho anh ấy? Hả? Ai mua giấy vệ sinh ấy? Trước, anh không đi mua trước kia mà. Không biết tự mua nhỉ? Cái mua. Này là cho bếp để đốt. Không mua, không có cái gì lâu. Cái chỗ này làm rộng ra nhìn đẹp nhỉ? Rộng thế. Chưa cứng mấy. Hay... Chưa cứng mấy. Nó phải mưa mấy lần thì nó mới cứng được. Mưa mấy lần nữa là... Trong là... Đi dính này biến đi chắc. Anh có muốn trồng một hàng đây trồng hoa không hay để làm gì? Trồng hoa có cần trồng hoa này, trồng hoa trồng con nhỉ có về nó nhiều đi cũng vi nữa mà về trồng rau ngót thì được quá đi. Tuyệt vời, nếu mà anh trồng được vườn rau ngót đây thì tuyệt vời quá. Ồ, thì vừa có rau ăn này, còn nhìn ngót, nó đẹp. Rồi ngót thì trẻ con cũng nhìn được. Anh thông minh ấy. Nhưng mà cây bưởi này em chẳng thấy có quả nhỉ? Hả? Có quả đâu? Trung thu qua rồi nó có quả đâu? Mùa này có đi qua rồi nhỉ? Đẹp thế nhỉ? Từ đây nhìn xuống dưới kia như một bức tranh ở Sơn Thủy các bác. Đấy. Ở chỗ kia nha, khói người ta cắt... Ở đấy là bà con người ta biết làm kinh tế, người ta gặt lúa, người ta cắt cái gốc dạ đi, sau đó người ta trồng bắp cải. Bắp cải để Tết ý. Để Tết người ta có bắp cải su hào, xà lách, sách tai để bán, để ăn ấy. Vụ này thì không trồng lúa nữa mà để qua Tết mới trồng. Rất đẹp. Mây núi chập trùng này đấy. Nhìn cái núi này. Đẹp nhỉ? Bà nhau. Anh đếm được bao nhiêu quả núi chưa? Rảnh ra đây. Không hết đâu. Nhiều vết là không hết rồi đâu. Ngô này già phết rồi nhờ, quả to. Có quả chín rồi. Có quả chín rồi á? Chín rồi. Cái này, cái hoa khô cái là chín rồi đấy. Cái dâu của nó khô đi đúng không? Cái dâu của nó khô đi là chín rồi. Nhưng mà bao giờ thì thu được? Khoảng
1 tháng này. Một tháng nữa? 1 tháng rưỡi. Chỗ này chắc phải có phải nhờ ai thu không hay mình tự thu thôi? Lúc nào nó chín thì nhờ khoảng 1-2 người thì em mua thức ăn lên. Thế? Xong là mình nhờ mọi người. 2 người thế, là mình là 3 người. Trước khi trồng cũng phải 3 người. Trồng 3 người, bây giờ thu về 3 người. 3 người. Nhưng mà 3 người phải mấy ngày mới xong chứ. Không xong thì mai sau mình khác làm, mình khác làm. Ờ, được. Cái vụ này mình trồng xong là qua Tết mình lại phải trồng tiếp rồi nhỉ? Qua Tết trồng nhỉ? Nhiều chứ, năm nay em thấy quả ngô to thật đấy. Bây giờ anh làm cái này em không biết đi xuống kiểu gì rồi. Đi dốc qua. Chú để đi đâu? Đâu? Đi, đi xem ngô đi. Chỗ mà cái vườn đằng trước này mà cắm được cỏ voi thì tốt quá. À quên, cỏ... Cái này sống rồi mà. À thế, cây hoa đào đúng không? Hoa đào, nó chết hết này, cái sống. Cắm được vườn rau ngót thì đợi. Quá tuyệt luôn. Cái này vườn nhổ hết rồi. Ăn hết rồi. Cái này vườn nhổ cỏ à? Ừ. Sạch nhờ, đây các bác. Vườn rau, vườn riêng là cũng nhổ sạch sẽ cỏ. Nói chung là rất là chịu khó. Quả ở đây thì không to mấy nhỉ, quả bên này to anh Vân. Này, nó có cái này, dân này. À. Nó này. À đúng rồi. Phải mấy cái thằng chặt ngọn vứt đi. Cây nó to lại anh trèo sao chặt được ngọn. Cái cành thôi. Cành của nó thôi. Đây 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 ở dưới này. Phải giới thiệu các bác chỗ nào quả to nhất chứ, mấy cái quả bé bé này giới thiệu chứ. Đâu đâu đâu. Chỗ này nhìn thế thôi phải được vài tạ ngô đấy các bác ạ, không đơn giản đâu. Đây. Sướng nhá, vườn ngô. Ui ồ. Bự chưa? Sướng chưa, đã chưa này? Ui ồ. Đấy chưa, tự nhiên làm gì có ngô đâu. To này mà. Tha hồ gà ăn. Gà ăn không hết, người ăn. Quả to, quả dày. Ấy nhá. Dày nhớ. Cây 2 quả. Quá tuyệt. Tốt nhá. Không biết là vụ sau nó còn tốt như này không? Mình cứ cho phân cho phiếc vào là phải có quả to nhỉ? Sau mình cho thêm phân vào thôi. Phân vào. Thôi đi lên đi. Hứa. Sáng nay giúp vào vườn ngô nhà anh Hồng ở trên đán dầu, đán dầu. Úi dồi ôi, ngứa. Ngứa gần chết luôn. Yeah. À đúng rồi, chỗ này nó bị cớm mấy cái cây. Đấy, mấy cái dơm màu đây. Em phải nói là thật sự luôn, nhà anh nó tuy ấy nhưng mà có cái view ra chiều hoàng hôn này các bác. Mấy cây này là mấy cây hoa gạo này. Đấy, tháng 3 nó lở đỏ rực luôn. Tức là anh tâm hồn nghệ sĩ, con người nghệ sĩ. Cái cây kia là cũng là cây gạo chứ. Cái này không, cây kia cơ. Hai cây kia vẫn phải đấy. Phải không? Hai cây tập tục kia vẫn phải, nhưng mà mấy cây... chằm đủ vứt đi đâu, nhưng hoa nó hoa sẽ nó đổ à, sẽ nó đủ về mưa gió to về từ đó đổ làm sao cây đấy được. Nhưng mà cây đấy hoa nó màu gì đây, màu đỏ hay màu vàng? Hoa màu đỏ này. Đấy đẹp lắm các bạn ạ. Mùa đấy là mùa hoa gạo, mùa hoa gạo lở cái bông hoa gạo to này này đấy. Nó đổ nở đỏ rực luôn cái cây đấy, đẹp nhiều lắm. Đi về đi em, thật sự luôn. Nó lở cái hoa gạo đẹp thơ. Hoa gạo có hai màu, một là hoa đỏ, hai là màu hơi vàng vàng nhạt. Ờ đấy, vàng nhạt đấy. Cây ớt này của anh à? Anh có ăn được ớt không? Mấy cây này cũng phải của anh hết mà. Mấy cây này cũng phải của anh hết mà. À thế à? Gì chứ không có, ớt thì nhiều lắm. Cây đâu, cây được cây này à? Được cây này sống à? À đây đây, cây hoa đào các bác. Đấy, cái này là Tết có hoa rồi, Tết được ngắm hoa đào rồi. Mỗi năm hoa đào lở lại thấy ông Vân già. Đấy cái nhà. Đây 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 đây. Ui dồi thôi.
Vâng. Hôm nay lên nhưng mà không ở lại ăn cơm được. Anh bật quạt em phát nó chẳng quay gì cả. Rồi mát quá. Sao xanh à? Làm tí tivi cho nó vui cuộc đời nào. Mọi hôm nên là ví dụ lên buổi sáng ấy, thì là buổi trưa ăn cơm, xong buổi chiều sẽ đi ở chỗ khác. Nhưng mà hôm nay là buổi chiều rồi, Phiang phải đi về, có việc thế. Nên giúp anh ấy mua gạo, mua mì, mua ít cá mắm để... bây giờ đi về Hà Giang. Thì là đi lên trên. Thôi, buổi sáng còn đi được chứ bây giờ đi nữa là đêm ấy. Anh không thấy bây giờ 5:30, 6 giờ rồi à? Mà. Thôi. Mà đi được mà. Thôi. Sáng còn đi được nhưng buổi chiều đi kiểu gì? Bây giờ mà anh bảo em đi là đêm em mới về. Em đã đi từ 6 giờ sáng rồi bây giờ. Chưa em không về rồi. Bây giờ lại còn xui đi. Sắp Tết rồi đấy, từ giờ đến Tết còn có mấy tháng nữa thôi nhỉ? Còn 5 tháng là sao? 5 tháng? Đâu? Mất bên. Không biết đâu. Không biết nịch âm. Chỉ biết nịch dương là tháng 10 rồi. Điện thoại có gì mà? Điện thoại của em nó có đâu. Nó chỉ có nịch dương thôi, không có nịch âm. Vừa mình bắt vừa mà. Đấy. Bây giờ có tivi được xem được thông tin đại chúng này, biết được lắng, biết được mưa, biết được xã hội ở bên ngoài người ta đang làm gì, người ta đang hoạt động như nào. Đấy, cũng biết được là khu vực này đang trồng cấy cây gì, cây kia, đấy, khu vực kia trồng cây gì để mở mang được kiến thức. Đấy, đợt trước thì không có tivi, cũng không có thông tin đại chúng thì chẳng biết gì cả. Thế mới gọi là dự báo thời tiết này. Nếu mà thế mới gọi dự báo. Còn đâu nếu mà không mà người ta biết chính xác thì người ta báo luôn thời tiết chứ cần gì phải dự báo đâu. Nhưng mà nó báo thì chắc là nó báo là xã của nó đây, xã của nó cũng đến xã của mình. Ờ thì người ta báo kiểu tỉnh Hà Giang chung thôi. Xem dự báo thời tiết, xem thời sự được để biết được là xã hội là bây giờ họ đang như nào. Nhưng cái áo này rách hết rồi anh vẫn còn mặc á? Đây này, rách hết rồi gì nữa? Đây này, đổi mát. Không còn cái áo nào dài à? Dài tay? Còn cái áo nào dài tay không? Nó nóng nó chật đúng không? Thôi mặc áo này ở nhà tung tăng cũng được. Đây các bác. Phiang thực sự luôn, nếu mà Phiang ở đây ấy, thì sẽ sắm cho mình một cái bàn uống trà chỗ này, uống chè chỗ này. Buổi chiều cứ ngắm xuống dưới kia. Rất là đẹp. Này là quá cơ bản rồi. Hôm nào bảo náng vào á? À lá, cái lá cây rơi xuống luôn. Mà hôm nào bảo mấy lần bảo lừ rồi, phải thuê hết luôn, khoán hết. Là lừ sự chứ anh không có xe máy cũng không chuyển được vật liệu như lần trước ấy. Để chát cái đằng sau ấy. Chát thì cũng cần bao nhiêu rồi, bây giờ chát thì cũng không cần cấp bao nhiêu rồi, đây cũng còn mà. Ở đây còn được ít thôi, nhưng mà không biết là nó còn dùng được không, nó sạch không ấy. Cái này thì cần chót thôi mà, không phải là dùng cái gì đâu. Cái này đủ một bên này đó. Còn bên dài kia thôi mà. Còn cái này đủ đúng này đó, đúng này đủ bên này đó. Chưa, còn mặt đằng sau này mà. Mặt sau này thì tự nhiên có hai con gà nó chui đằng sau là chạy ra đây chơi nhỉ. Dài phết đấy, từ đây ra tận chuồng gà kìa. Chuồng gà thì không phải chát nhưng đến bếp rồi. À đến nhà tắm, nhà vệ sinh rồi. Đến chỗ đấy rồi. Thôi em đi về đây.
anh nấu cơm mà ăn đi nhá, xong là thi thoảng em lại lên. Thôi hôm để hôm nào, bây giờ không ở được phải đi về. Ừ. Nha, tôi vào nấu cơm ăn đi nhá. Em đi về đây. Có gì dọn dẹp được, trồng cấy được thì cứ làm đi nhá. Chăm mấy con gà. Có con nào tua chưa? Có con nào bị chết chưa? Chưa. Ôi giời, tốt. 100 điểm. Hãy bắt tay tiếp. Ok, thôi em đi về đây nhá. Mù chê đây. Đó, video của Phương. Ờ thôi, em cảm ơn nhá. Đó, video. Hả? Ừ, thôi, đi về đây nhá. Đi vào đi. Đó, video của Phương Phương chia sẻ với các bác qua về đời sống của anh Vân cô đơn. Như thế, anh còn một ít tiền của các cô bác Mạnh Thường Quân thì Phương cũng đã mua hết lương thực, thực phẩm cho anh rồi. Hiện tại thì anh còn tiền của chị Yến ở Canada gửi 5 triệu giúp chat cái này. Hôm nào mà nhóm anh em ở bên kia người ta có thời gian thì Phương mới bảo anh em sang đây chat được. Bởi vì bên đấy là đang bí, đang làm các công trình, làm nhà lùng, là nhà anh à, nhà báo nhá, nhà vần này, nhiều lắm. Đó, video của Phương Phương đến đây là kết thúc rồi. Phương xin chào mọi người, hẹn gặp mọi người ở những video tiếp theo. Đấy, cuối video Phương cũng xin được gửi lời cảm ơn chân thành sâu sắc nhất đến tất cả các Mạnh Thường Quân từ trước đến giờ đã giúp cho nhà anh Vân có được cái cuộc sống cơ bản như những người bình thường đến thời điểm như này. Đó, thời điểm bây giờ là có nhà cửa ổn định rồi, không sợ mưa gió này. Đấy, thứ hai là có vườn rau biết trồng cấy, nhặt cỏ sạch sẽ. Đấy, có dụng cụ lao động thì cũng biết kè rồi. Đấy, kè cái sân lên rất đẹp. Vườn ngô thì đấy các bác nhìn đấy, thành quả. Đấy, một thời gian nữa thu được rồi. Rồi, Phương xin chào mọi người.